Thánh Lòng Lời Chúa, thứ hai tuần 24 thường niên, Thánh Cornelio và Thánh Cipriano, Luca chương 7 câu 1 tới câu 10. Lời Chúa, tôi nói với các ông hay, ngay cả trong dân Israel, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế. Luca chương 7 câu 9. Câu chuyện minh họa. Một người vô thần rất mê leo núi, ngày kia trượt chân té ngã lăn từ núi xuống, nhưng mai thai bám được vào một cành cây nằm chơ vơ giữa đỉnh cao và đỉnh thầm. Giữa lúc chỉ còn biết chờ chết, một ý nghĩa chợt đến với ông: tại sao không gọi Chúa đến cứu giúp? Thế là để phát thiết lực, người vô thần đã lớn lạy Chúa. Tuy nhiên bốn bề chỉ có thinh lặng và ông chỉ nghe được tiếng dội của lời kêu oan. Một lần nữa người vô thần lại kêu xin tha thiết hơn: lạy Chúa, nếu quả thật Chúa hiện hữu thì xin Thầy cứu con hứa sẽ tin Chúa và dạy cho những người khác cũng tin Chúa. Sau một hồi thinh lặng, bỗng người vô thần nghe một tiếng vang dậy cả vực thẳm và núi cao. Gặp hoạn nạn ai cũng cầu xin như thế: không lạy Chúa, nhìn lên không, con không giống như những người khác. Chúa không thấy sao, con đã bắt đầu tin từ khi nghe tiếng Chúa phán. Nào bây giờ xin Chúa Thầy cứu con đi, và con sẽ cao lao lên Chúa cho đến tận cùng trái đất. Tiếng ấy trả lời: được lắm, ta sẽ cứu ngươi. Vậy nếu ngươi tin thì hãy buông tay ra. Người vô thần thất vọng thốt lên: buông tay ra ư? Bộ Chúa tưởng tôi đi sao? Suy niệm: lòng tin của người vô thần trên đây chỉ là một lời cảnh tỉnh về lòng tin của mỗi người chúng ta. Khi gặp khó khăn tột cùng thì chạy đến với Chúa, nhưng lại không dám phó thác tất cả cho Chúa. Còn biết chủ quan trong bài tin mừng vì quá mộ mến Chúa mà ông đã khám phá ra Chúa Giêsu là một tiên tri được Thiên Chúa sai đến. Ông tin vào điều Chúa Giêsu sẽ thực hiện, nhưng ông nhận thấy mình bất xứng trước sự hiện diện của Thiên Chúa, nên đã thốt lên lời mà hàng triệu người trên thế giới đã thưa trong thánh lễ trước khi rước Chúa vào lòng: lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin cho chúng con một đức tin mạnh mẽ, một lòng mến khiêm tốn và một sự tín nhiệm vào quyền phép của Chúa mỗi khi chúng con gặp khó khăn thử thách trong cuộc đời.